cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Lido Sài Gòn Home Shopping ngày hôm nay cùng với ánh liên và chị ngọc trinh ánh liên và chị ngọc trinh đang đứng ngay bên trong tiệm của Lido Sài Gòn Home Shopping một tiệm duy nhất nằm ngay trên đường bosa với cái địa chỉ là 9822 bosa avenue Sweet D, gần à, ngay góc đường brookhurst thưa quý vị thuộc thành phố westminster tiểu bang california 92683 và cái số phone mà quý vị có thể gọi vào để order những cái sản phẩm của Lido Sài Gòn Home Shopping à, ngay từ bây giờ với cái số phone một toll free duy nhất đó là 18776207467 và trở lại với chương trình của Lido Sài Gòn Home Shopping ngày hôm nay anh Liên sẽ để chị Ngọc Trinh giới thiệu à, tiếp theo những sản phẩm của Lido Sài Gòn Home Shopping. Và một sản phẩm mà Ngọc Trinh muốn giới thiệu đến quý vị đó là cái thuốc bổ phổi. thưa, thưa quý vị, thuốc bổ phổi này được, được sản xuất tại Mỹ quý vị. Um, nó giúp cho những người thứ nhất là những người hút thuốc lá đó anh liên thì rất cần nên uống những cái thuốc này và ngoài ra những cái người mà bị về hen uh, suyễn anh liên nó làm thông cái đường hô hấp của mình rất là tốt Yeah. Uh, và thuốc bổ phổi thì anh liên nghĩ là uh, không những chỉ cho uh, các ông mà đang hút thuốc uh, nó sẽ giúp trợ giúp cho cái đường hô hấp của mình mà nó còn trợ giúp cho những uh, những người uh, cái đường hô hấp của những người mà họ làm việc trong những cái môi trường xấu, những cái môi trường mà không khí không có được trong lành. Ví dụ như là uh, shop may chẳng hạn, hoặc là tiệm nails, tiệm tóc chẳng hạn, hoặc là ngay cả uh, những người mà làm ở trong nhà hàng phải phải, phải ngửi khói mỗi ngày à, và đây cũng là một cái 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 dòng sản phẩm một cái dược thảo tốt để mà chúng ta uh, trợ giúp phổi của chúng ta tại vì uh, uh, hai cái lá phổi của chúng ta đó thưa quý vị nó rất là là là, là quan trọng uh, cho cái đường hô hấp của mình nếu mà mình không uh, bảo quản hai lá phổi của mình tốt đó thì nó sẽ mình cứ để lâu ngày nó sẽ bị lậm nó bị viêm phổi thì nó sẽ chuyển sang thành ho xuyển. thì nó lại càng nguy hiểm hơn cho nên đây là một cái loại dược thảo tôi nghĩ là rất là tốt để quý